Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bado Apico. Ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái mẹo nhỏ để khi mà mấy các bạn chạy khi mà kẹt cháy thì các bạn có thể xử lý được cái công việc nó tốt hơn. Thì các bạn biết là khi mà máy mình sử dụng nhiều á thì đôi khi chạy nó hay sẽ bị kẹt. Mà các bạn thường hay sử dụng chạy là khay một, khay một là khay này. Thì nó là ở chế độ khay ngang, thì do đó là khi mà các bạn chạy á, các bạn hay hay sử dụng cái khay này để các bạn chạy. Tuy nhiên là trong quá trình chạy á, thì nó sẽ có gặp những cái vấn đề như là vấn đề về kẹt giấy. Kẹt giấy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do cái lô lô giấy ở trong cái khay một này là nó bị dơ. Nếu nó bị dơ thì các bạn hãy mở phía bên đây nè, các bạn mở bốn ốc nắp này ra, các bạn mở bốn ốc này ra nè nha. Rồi các bạn khi đó các bạn kéo cái khay một ra, và các bạn sẽ lòn vào phía trong đây nè. Khi mà mở cái nắp này ra, các bạn sẽ thấy được cái con ba cái nguyên một cái bộ bộ cuộn giấy của giấy khay một, và các bạn tháo ra và các bạn vệ sinh. Các bạn có thể dùng cồn hoặc là bạn dùng cái nước lau kiến hoặc là cà na các bạn lau để cho vệ sinh cho nó khô. Cái đó là cách thứ nhất, là khi mà các bạn có thời gian mà các bạn để mở cái bộ cuộn giấy ra. Còn nếu không, nếu mà ở cái giải pháp tức thời thì các bạn sử dụng như thế này, các bạn kéo này ra này, các bạn lấy bớt giấy này ra, các bạn lấy bớt giấy này ra. Khi đó là các bạn đẩy đẩy cái này nè, đẩy một nửa bên giấy này vào, đẩy một nửa bên giấy này vào, và sau đó các bạn đẩy nhẹ vào và các bạn lấy cái tay này các bạn lòn vào đây. Thì ở trong đây nè, khi các bạn lòn vào á, thì các bạn sẽ thấy sẽ đụng được là hai con giấy ha, sẽ đụng được hai cái lưu lô giấy, hai lưu lô, xin lỗi, hai cái lưu lô mà để cuốn giấy á, thì chúng ta sẽ lao được, các bạn sẽ có cái một cái cảm giác là nó sẽ đụng vào đầu ngón tay á, các bạn lao được cái con lưu lô cuốn giấy ở ngoài ha. Thì khi đó là chúng ta sẽ các bạn nó có thể là nó chạy được một thời một lúc nữa. Thì khi mà nếu gặp tình trạng đó thì các bạn, cái đây là một tình trạng tức thời, nếu mà các bạn chưa có thời gian các bạn mở này ra thì các bạn hãy sử dụng cái này ha. Tức là khi các bạn lấy cái giấy ở cái khay màu này ra nè, các bạn lấy giấy ra và các bạn sẽ kéo một nửa đây nè, các bạn sẽ để một nửa trong một nửa ngoài như thế này. Đây, khi này là các bạn sẽ thấy là các bạn để một nửa trong một nửa ngoài thế này. Khi đó các bạn lòn cái tay vào trong đây nè ha, các bạn lòn tay vào đây thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có đụng được hai cái con lưu lô cuốn giấy của cái khay một, và các bạn có thể là dùng một miếng cái miếng vải nhỏ, các bạn quấn trên tay như thế này, quấn tay và các bạn vào trong các bạn lao nha. Khi các bạn mà để cái ấy về, các bạn thấy không, ở trong đây nó có hai cái lưu lô ha, các bạn thấy hai lưu lô chưa? Đó, tức là mình sẽ lao được hai con lưu lô thế này nè, đó các bạn thấy chưa? Đó, mình sẽ đụng được hai con lưu lô này và mình lao tức thời đây nè. Đó, thì khi cái tay các bạn lòn vào thì bạn sẽ thấy hai lưu lô thế này, chúng ta sẽ lao được hai lưu lô, tức là chúng ta sẽ lao được cái tức thì của đó. Đó là cái giải pháp thứ hai, đó là giải pháp thứ hai để các bạn xử lý cái lưu lô ở của cái khay một. Còn một giải pháp nữa thì khi mà cái lưu lô ở khay một á, mà nó kẹt liên liên tục, có thể là do cái bộ cuốn giấy hoặc là cái cụm cuốn giấy á, nó bị dơ bụi ở trong, các bạn đạn kéo lên á, nó sẽ chạy ra khoảng nửa nửa của cái cụm này nè, tức là nửa trong nửa ngoài thế này nè, là khi mà lên nó kẹt như vậy là chúng ta cái đó khi đó là các bạn sẽ không có chạy được khay một nữa. Do đó bây giờ mình sẽ sử dụng cái khay hai, mình để cái sử dụng khay hai mà mình chạy, mình sẽ điều chỉnh lại cái khổ giấy cho nó khổ giấy ngang như điều chỉnh khổ khay một vậy đó, để chúng ta bắt đầu tiếp tục chúng ta làm. Thì để cái điều chỉnh đó thì các bạn sẽ làm như thế này nè. Đây, bây giờ các bạn sẽ thấy là ở cái khổ khay hai nó là khay dọc đúng không? Sau đó đây là nó đang ở khay ngang nè, các bạn thấy nó đang ở khay ngang ha. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái khay hai này, nó giống như là cái khay một. Thì khay, tại vì trong cái khay một nó đã bị kẹt giấy rồi thì chúng ta không có thể xử lý được. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý ở khay hai. Nếu mà các bạn mà chạy ở khay hai á, thì hiện tại bây giờ nó đang là chạy ở khổ giấy ngang, thì nó chạy rất là lâu ha, tốc độ chạy nó rất là lâu. Do đó các bạn sẽ điều chỉnh là cái khay hai này giống như ở cái khay một, thì chúng ta sẽ điều chỉnh như thế này. Các bạn mở cái khay hai ra. Đây, các bạn mở khay hai ra thì ở trên đây nè ha, ở trên đây nè, các bạn lấy cái giấy này ra nè, cái này đang là giấy giấy dọc đúng không, các bạn đang là giấy dọc. Bây giờ các bạn sẽ đây, cái đây nó có con chốt mở, các bạn sẽ lấy con chốt này ra và các bạn nhấn nút này ra, các bạn kéo
khổ giấy này nè thành thành khổ giấy ngang lại. Thì ở đây các bạn sẽ điều chỉnh con này xuống chỗ khổ A4. Này, khổ A4 là như thế này, các bạn thấy chỗ đây là khổ A4. Rồi sau đó các bạn bỏ giấy vào. Đây. Rồi các bạn điều chỉnh lại trong cái này cho nó thành khổ A4. Rồi các bạn khóa lại. Đúng chưa? Thì ở đây nè, các bạn sẽ thấy nè, ở đây là nó đang là ở cái nắp chế độ này. Thì chúng ta sẽ bật lên. À, bật lên. Thì có thể là bật lên là nó nằm ở nè. Bây giờ nó đã thành là cái khay A2 nè. Khay A2 bây giờ nó dọc giống như khay A1. Thì khi bây giờ ở đã khi mức độ tới đây rồi thì các bạn sẽ khi mà các bạn chụp á thì các bạn vẫn chụp như cái khay 1 vậy. Thì tốc độ nó chạy ra cũng giống như khay 1. Ha. Đó. Các bạn vẫn chụp như vậy tại vì nó tương đương với cái giấy như thế này nè. Nó tương đương với giấy dọc, nó không phải là giấy ngang nữa. Các bạn thấy ở dưới ở khay 1, khay A1 với lại khay A2 bây giờ nó có cái điểm tương đồng với nhau là đều là giấy dọc hết. Ha. Thì nếu mà các bạn gặp trường hợp này thì các bạn chỉ cần điều chỉnh vậy thôi, là khi đó mà các bạn có thể sử dụng ở giấy cái khổ giấy khay 2 tương đương với lại khay 1 thì các bạn chạy ở cái tốc độ nó vẫn đáp ứng được tốc độ nó nhanh giống như khay 1. Tuy nhiên có một cái này là khi mà các bạn chạy khi mà các bạn chạy ở cái khay 2 như thế thì ở cái giấy nó chỉ khoảng là nó chỉ bỏ được khoảng 500 tờ thôi. Thì do đó là nó chạy thì rất là mau hết giấy tại cái tốc độ nó giống như là tốc độ của A1. Do đó là các bạn phải thường xuyên thay giấy. Tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được là tốc độ chạy với các bạn. Đó là một trong những cái mẹo nhỏ để mà khi mà nó kẹt giấy ở khay A1, nó kẹt giấy liên tục mà mình không có thể nào mà xử lý được, có thể là do cụm giấy hay là do một số cái nhông, mà trong khi đó là mình chưa có thời gian để mình xử lý thì các bạn có thể xử lý cái khay 2 thành khay 1 để chạy với tốc độ cái công việc cho nó ổn định, cho nó hiệu quả. Hy vọng qua cái video này muốn chia sẻ một chút ít kinh nghiệm đến cho tất cả các bạn có thể xử lý máy trong quá trình chạy một cách tốt nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like để khi mình xem mình vào mình thấy các bạn có like video của mình thì mình cảm nhận được là các bạn yêu thích video của mình và mình sẽ có những cái hướng để mình ra những cái video tiếp theo. Còn nếu mà các bạn nào mà mới ghé qua kênh Bado Apico thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh Bado Apico nhé, và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mà mình chia sẻ những cái video mới lên là bạn là người đầu tiên có thể là theo dõi được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả, thật là đắt khách. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Bye bye các bạn.